Kính chào quý khán giả của SPTN. Chúng tôi là Tạ Cư Hải từ thủ đô Washington, DC Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, 21 tháng 9, năm 2018. Dow Jones 26.743.50. Week Today cộng 2.25% và Year Today cộng Nasdaq 7.986.96, with today trừ 0.29% và year today cộng 15.70%. S&P 500 2.929.67, with today cộng 0.85% và year today cộng 9.58%. Giá vàng là 1.203 đô la 30 xu một ounce căn cứ vào thứ Sáu 21 tháng 9 2018. Giá dầu thô 70 đô la 71 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu 21 tháng 9 2018. Và giá xăng là 2 đô la 852 một gallon căn cứ vào dự kiện từ công ty 3 chữ A AAA thứ sáu 21 tháng 9 2018. 1 đô la Hoa Kỳ tương đương 0.8496 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu thứ sáu 21 tháng 9 2018. Cũng 1 đô la Hoa Kỳ tương đương 0.7649 của đồng Anh Kim Anh Quốc tương đương với 6.86 của đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương 112.56 đồng yên của Nhật Bản và tương đương với 66.47 của đồng rubo của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018, 30 năm cố định là 4.65% và 15 năm cố định là 4.11%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 15 tháng 9 năm 2018 có 201.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 3.000 so với tuần lễ trước đó, thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 11 năm 1969, đánh dấu 185 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018, Mỹ có 1.645.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp giảm 55.000 sau tuần lễ trước đó, thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 8 1973. Kinh tế Mỹ trong tháng 8 2018 đã cung cấp 201.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng 8 ở mức 3.9%. Tiền lương trung bình tăng 2.9% so với năm rồi và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2009. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có chỉ số Dow Jones tăng cộng 2.25%, nhưng Nasdaq giảm trừ 0.29% và S&P 500 tăng cộng 0.85%. Cùng ngày thứ Sáu, 21 tháng 9, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.82%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 1.73%, London FTSE 100 tăng cộng 1.67%, Shanghai Composite tăng cộng 2.50% và chỉ số Dax của Đức tăng cộng 0.85%. Tuần qua thị trường chứng khoán hầu như không bị dao động bởi tình hình căng thẳng do hậu quả của cuộc chiến mậu dịch leo thang giữa Hoa Kỳ và thế giới, đặc biệt là với Trung Quốc. Thứ năm 20 tháng 9, Dow Jones đạt mức kỷ lục 26.657. Thứ sáu 21 tháng 9, Dow Jones đạt mức kỷ lục mới 26.743 đánh dấu kỷ lục thứ 100 và 101 kể từ cuộc bầu cử tổng thống Donald Trump. Kể từ ngày 2 tháng 4 là thời điểm giới đầu tư lo âu về thị trường chứng khoán đến nay. Dow Jones đã gia tăng gần 3.400 điểm. Nhìn chung, kinh tế Mỹ phát triển rất tốt, thị trường việc làm tiếp tục rất mạnh, lợi nhuận của các công ty đã lên tối đa nhờ kinh tế phát triển mạnh và chính sách giảm thuế của chính phủ cho các công ty. Tỷ số thất nghiệp chỉ còn 3.9% thấp nhất trong 18 năm và tổng sản lượng nội địa GDP là 4.2% trong tam cá nguyệt vừa rồi. Đồng đô la tuần qua xuống giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, so với đồng doanh nhân dân tệ của Trung Quốc và so với đồng Rappo của Nga, nhưng lại lên giá so với đồng Yen của Nhật Bản. Đồng đô la đã điều chỉnh giá cả phần nào, nếu kéo dài có thể làm hàng hóa Mỹ giảm giá và do đó tạo ảnh hưởng thuận lợi phần nào cho ngành chế tạo và xuất cảng của Hoa Kỳ. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hiện nay đã sản xuất phá kỷ lục 18 triệu bero dầu thô mỗi ngày, trở thành quốc gia sản xuất dầu dẫn đầu thế giới. Giá dầu đã đi lên chút ít do ảnh hưởng của bão Florence dọc theo bờ biển của các tiểu bang phía Nam có giếng dầu và nhà máy lọc dầu. Trong tuần qua, giá dầu thô lên mức 70 đô la 71 cent một euro, giá sân không thay đổi, đang ở mức 2 đô la 8521 galong. Giá vàng lên mức 1.203 đô la 30 cent một ounce hôm thứ Sáu 21 tháng 9. Lãi suất mortgage lên mức 4.65% cho 30 năm cố định và 4.11% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc hiện nay nói chung tiếp tục rất nóng thị trường nhà tiếp tục phát triển trong những năm sắp tới bởi thị trường việc làm tiếp tục tốt, giá nhà đang đi lên và lãi suất một cái cũng có xu hướng lên theo. Công ty Apple đang phải cạnh tranh khó khăn về giá cả của iPhone từ 999 đô la tới 1.499 đô la quá cao so với giá rẻ của smartphone tại Trung Quốc, Ấn Độ và những thị trường rất nóng khác ở Á Châu. Ước tính có tới 400 tỷ đô la bị xóa sạch trị giá cho các nhà đầu tư của Bitcoin từ tháng Giêng 2018 đến nay. Trong hai ngày cách đây hai tuần trước, Bitcoin có trị giá mất 20%. Trị giá Bitcoin là 20.000 đô la trong tháng 12 đã bị mất 2 phần 3 giá trị. Nay chỉ còn khoảng 6.300 đô la và còn có thể tiếp tục chưa ổn định. Kinh tế thế giới Kinh tế Trung Quốc hiện nay đang bị chậm chạp và cuộc chiến mậu dịch có thể làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thứ tư 19 tháng 9, mặc dù cuộc chiến mậu dịch trở nên căng thẳng hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng thủ tướng Lý Quốc Cường đã tuyên bố trước các nhà quản trị toàn cầu rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ theo đường lối kích thích xuất cảng bằng cách phá giá đơn vị tiền tệ của mình. Kinh tế Anh quốc đang bất ổn vì hạn kỳ của chính sách Brexit tách rời với Liên Hiệp Âu Châu đã gần kề vào khoảng tháng 3 2019. Các doanh nghiệp tại Anh Quốc đang hoang mang vì Anh Quốc chưa sẵn sàng, có thể sẽ phải đối đầu với cơn ác mộng kéo dài nhiều năm trong tương lai. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.